Tập 21 loạn Nẵng xin chị giáo nhiều hơn. Hàng loạt nụ hôn ngọt ngào chỉ trong một tập phim. Bộ phim loạn ngoãn, xin chị giáo nhiều hơn. Với sự tham gia diễn xuất của Lý Khải Hinh và Lương Tịnh Khang, chắc chắn sẽ là bộ phim được các fan của thể loại ngôn tình vườn trường săn đón nhiệt tình. Trong những diễn biến của tập trước, Nãng Nãng và Hàng Triệt đã làm lành được với nhau, đồng thời những khó khăn trong công việc cũng được cô giải quyết xong. Tất cả ekip sản xuất lẫn dàn diễn viên đều được đạo diễn mời đi ăn và đi hát nhưng tiếc là không khí lại vô cùng ngượng ngùng do mối quan hệ tay bốn của các nhân vật chính xuyên suốt bữa tiệc hàng triệt đã uống rượu giúp cho tất cả những người đến mời ngoãn ngoãn khiến anh không còn giữ được tỉnh táo khi đi về dẫu vậy đây lại là một cơ hội vô cùng tốt để anh có thể bộc lộ được hết cảm xúc và suy nghĩ của mình qua đó khiến cho ngoãn ngoãn thật sự cảm động đây cũng là đoạn phim được yêu thích nhất tập phim khi cả hai đã trao cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào suốt những ngày sau đó cả hai đã dành toàn bộ thời gian cho nhau và đương nhiên là khán giả lại được tặng cho hàng loạt những khung cảnh vô cùng lãng mạn về phía công việc hàng triệt vẫn tiếp tục đi theo và làm trợ lý cho loãng nản khiến những người ở đoàn phim không ai ăn hiếp hay lợi dụng loạn nản được nữa không chỉ dừng lại tại đó khi biết đạo diễn đang cần một người để quay phân cảnh đấu bóng rổ cùng phương hạng thần hàng triệt đã ngay lập tức xung phong để cả hai có thể đối đầu nghiêm túc với nhau dù đây chỉ là một cảnh quay nhỏ trong phim nhưng cả hai đều dốc hết sức để có thể đánh bại đối phương. Kết quả vô cùng sát sao, nhưng Hàn Triệt là người nhận được chiến thắng cuối cùng. Cũng chính nhờ trận đấu đó mà không khí ngượng ngùng giữa bốn người đã vơi đi phần nào, đủ để họ có thể ngồi dùng bữa cùng nhau. Dẫu vậy, tình cảm mà Hàn Thần dành cho Noãn Noãn vẫn còn rất nhiều, và anh không thể nào tập trung để diễn xuất khi thấy cô và Hàn Thần đang thân mật sau hậu trường. Tuy nhiên, chính sự chuyên nghiệp của Lâm Giai Nghi đã phần nào giúp được Hàn Thần lấy lại bình tĩnh. Tập phim cũng có một cảnh pháo hoa vô cùng ấn tượng. Ngay sau khi đoàn phim quay xong phân đoạn giữa Giai Nghi và Hạng Thần, khi tất cả mọi người đều đang chiêm ngưỡng bầu trời sáng rực của pháo hoa, thì sự chú ý của Hành triệt